Xin chào tất cả mọi người, mình là Tùng, mình là một trader. Hiện tại mình đã và đang giao dịch trên sàn Live Forex được 4 năm. Và trước khi giao dịch trên sàn Live Forex thì mình đã lên trang chủ của Live Forex để tìm hiểu về sàn giao dịch Live Forex. Thì được biết là Live Forex có đầy đủ tất cả các giấy tờ chứng chỉ được cấp phép để hoạt động kinh doanh tại đảo Sip. Mình rất thích Live Forex bởi vì Live Forex cung cấp cho mình các loại tài khoản khá là đa dạng như Classic cũng như ESEN với cái spread rất là thấp và ổn định. Hơn nữa là cái việc nạp rút rất là nhanh và miễn phí. Đồng thời mình thấy Live Forex có đội ngũ support tại Việt Nam hỗ trợ rất là nhiệt tình mỗi khi có server bị lỗi hay là các lệnh của mình có vấn đề gì đó thì support hỗ trợ rất là nhiệt tình và xử lý nhanh chóng. Mình cũng là một người may mắn thắng cuộc trong cuộc thi IB. Mình hiện tại chọn Live Forex là một nơi giao dịch và là một nơi hợp tác. Chúc các bạn giao dịch thành công. Light Finance, the world of financial freedom.